thì cô cháu mình tiếp tục cô cho con được đi tham quan trọn vẹn, dạ trọn vẹn căn nhà của mình. Ồ quý vị ơi, Lê Thân Thiện đây giữa Sài Gòn nha quý vị. Con mèo cô nuôi hai con hả? Là tối chỗ này là chỗ cô ngủ đây hả cô Tâm? Cô ngủ đâu, cô Tâm đi không. Ôi trời ơi, còn ban ngày cô sao? Ban ngày cô Tâm ở ngoài đường không à. Trời ơi. Nhà lắm, nó phá lắm, mấy con mèo của Tâm nó quậy quá nè. Ê quý vị, có tin được không? Trời ơi. Giữa Sài Gòn. Ây da. Ây da. Dạ. Cho tụi nó ăn đây. À, cô cho không, ăn. Cô Tâm không nói dối, không nói dối em đâu. Già, cô Tâm cũng già rồi. Con đâu có nghĩ là cái gì mà đến cô phải nói dối. Cô đã cho con vào đây để mà chia sẻ với cô là đã là một cái sự tin tưởng của cô đối với con rồi. Đúng không thưa cô Tâm?